Thắng Lê xin chào các bạn. Trong bài chia sẻ AutoCAD ngày hôm nay 13 tháng 8 2019, Thắng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉ cần tạo một kiểu chữ annotative duy nhất, mình có thể ghi cho tất cả các tình huống định tỷ lệ tại không gian vẽ, model và layout mình đã chia sẻ trong những video trước. Mình sẽ để cái đường link về những cái video mình hướng dẫn về định tỷ lệ cho tất cả các cái trường hợp phổ biến thường thấy trong thực tế, cũng như là cái cách ghi chữ thông thường mà nhiều người đang sử dụng hiện nay. Trong hai video chia sẻ vừa rồi mình đã làm rõ vấn đề đó. Trong video này thì mình chỉ các bạn là chỉ cần một kiểu chữ duy nhất thôi, mình định dạng dạng annotative duy nhất, mình dùng một kiểu này mình ghi cho tất cả các tình huống định tỷ lệ, và trên bản vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau mình cũng dùng một kiểu chữ ghi thôi. Thì làm sao để làm được điều này, mình mời các bạn theo dõi nha. Này, mình mượn lại cái file này. File này cũng là cái file mình đã hướng dẫn các bạn định tỷ lệ nhiều tình huống khác nhau tại model. Model có 4 tình huống, là tại layout thì cũng có 3 tình huống. Thì trong hai video trước mình đã chia sẻ cho các bạn một video là hướng dẫn làm sao để tạo ra được những cái tình huống tỷ lệ như thế này. Trong thực tế hiện nay ta đang xài những cái dạng như thế, một trong những dạng này thôi, chỉ một trong những dạng này. Và tại layout có 3 tình huống đó. Thì bây giờ làm sao để mình ghi chữ? Trong video trước mình đã chỉ cho các bạn ghi chữ. Mình sẽ để cái link của cái video trước ở bên dưới cái mục mô tả. Trong cái video này có cái mục mô tả, bạn click vào hiển thị thêm thì bạn sẽ thấy thêm những cái đường link bên dưới, bạn click vào bạn xem hai cái video trước nha. Đấy, bạn nên xem hai video trước, đặc biệt là cái video đầu tiên hướng dẫn lập tỷ lệ tạo ra cái bảng cái file này nè. Các bạn cũng nên xem thì mới hiểu được. Thì khi mình xem video này các bạn sẽ hiểu sâu hơn về vấn đề đề ghi chữ. Nếu mà làm theo cách thông thường, test thông thường thì bạn phải tạo rất là nhiều định dạng test ở đây, tức là ứng với mỗi một tỷ lệ bản vẽ đó, thì lại có một kiểu chữ đi riêng với nó thì rất là phiền phức, rất là mất thời giờ, đúng không? Rất là dài dòng. Bây giờ mình chỉ cần tạo một kiểu chữ duy nhất thôi là mình ghi cho tất cả các tỷ lệ luôn. Nhưng mà tại sao mình lại phải nói đầy đủ như thế này? Tại vì hiện nay rất là nhiều các bản vẽ các bạn gặp, hiện nay người ta xài phần lớn phổ biến là như thế này, cho nên các bạn phải biết để các bạn điều khiển cái bản vẽ có sẵn đó. Còn khi các bạn vẽ mới, các bạn nên theo cái video này. Tức là bạn tạo một kiểu chữ thôi, là ghi cho tất cả các cái tình huống định tỷ lệ khác nhau. Bạn xài kiểu nào, một trong những kiểu này, một trong 7 kiểu này, thì bạn cứ xài lấy kiểu chữ và ghi theo cho phù hợp nha. Thứ nhất là cái kiểu, cái dạng thứ nhất là định tỷ lệ tại không gian model. Ba hình này nè là định tỷ lệ là không gian model. Cái hình đó, tỷ lệ 1:1, tỷ lệ vẽ đó, tức là dài bao nhiêu vẽ bấy nhiêu, hình này đúng bằng 25.000 và 10.000 mili. Thì người ta vẽ đúng với thước thật, không có keo gì hết. Sau đó người ta keo cái hình lên, người ta bao phủ cái hình. Đó là tình huống thứ nhất. Ba hình này giống nhau, chỉ khác kích cỡ, khác tỷ lệ thôi. Thì mình làm sao để mình ghi chữ cho cái dạng này mà dạng annotative? Thì bây giờ trước khi ghi chữ, các bạn phải tạo một cái kiểu chữ annotative. Để tạo dạng kiểu chữ annotative thì bạn click vào cái chỗ này nè. Có phím tắt là ST trên thanh công cụ Style. Bạn gõ vào ST Enter rồi bằng phím cũng được. Rồi nó hiện ra cái bảng nha. Trong đây do những cái kiểu này mình đã hướng dẫn trong video trước, nó đang chồng lấn vào nhau. Thì bây giờ mình tạo một cái kiểu chữ. Bạn click vào New nha, bạn chọn Standard đi. Ở đây mình lấy kiểu Standard mặc định nè, là click New. Bạn đặt cho nó cái tên là kiểu chữ Anno đi nha. Rồi mình chèn cho nó con số 0 đằng trước, chữ A cộng đằng trước đi. Rồi mình đặt tên là Test Anno. Test Anno tiếp. Ghi chú. Bạn nên tạo hai kiểu, một kiểu ghi chú và một kiểu tiêu đề. Tiêu đề là cái chữ mà ghi cho bên dưới của cái bản vẽ đó. Ví dụ mặt bằng tầng trệt, mặt bằng tầng lầu, mặt bằng lầu 1, lầu 2, lầu 3 gì đó, thì mấy cái chữ tiêu đề, cái tên của cái bản vẽ đó ngay bên dưới đó, thì bạn phải đặt là cái chữ nó phải đậm, cao hơn cái chữ ghi chú bên trong. Cao hơn, bạn cho cao hơn khoảng 20 đến 30% là được nha. Rồi, đây là ghi chú thì mình cho nó, đây là test Anno ghi chú rồi nè. Rồi, sau đó bạn gán cho nó cái phông ở đây. Mình lấy là mặc định là audio nha, bạn có thể chọn lại phông khác. Đây, quan trọng bạn thích chọn vào Anno tiếp. Lúc này bạn thấy có cái dấu sao nằm ở trước cái định dạng test á. Này, bạn thích rồi, test vào đây, bạn thấy có dấu sao. Paper test 2 là cái chiều cao của test mà lúc các bạn in ra trên giấy bằng mong muốn mấy ly thì bạn nhập vào đây. Giả sử cái chiều cao trên A3 mình đang lấy 2.5 đó, thì đây mình nhập 2.5. Còn cái chữ tiêu đề bạn lấy 3.5 nha, cho nó cao hơn khoảng 1 ly, cho 3 ly, 3 cho đến 3.5. Cái width factor bạn để là 0.75 hoặc 0.8 hoặc 0.7, bạn lấy từ 0.7 đến 0.8 là được. Apply.
tạo thêm một kiểu chữ nữa, lấy từ kiểu này tạo nè, new. Cụ thể là mình là cần là a cộng test này là test annotate tiêu đề. Rồi, ok. Thì cái này để ghi cho tiêu đề nha. Thì tiêu đề nè, thì các bạn cũng thích vào đây. Cái chiều cao là bạn chỉ sửa là chiều cao này 3.5, thử tiêu đề mình lấy 3.5. Và cái regular ở đây mình lấy bold cho nó đậm lên, tiêu đề phải đậm lên. Rồi apply. Low. Xong, như vậy là mình đã có được hai kiểu dim. Ghi chú chỉ cần một kiểu thôi. À, xin lỗi, kiểu test. Ghi chú một kiểu và chữ tiêu đề một kiểu, rất là gọn gàng như vậy, ghi cho tất cả các tình huống luôn. Bản chất là có một kiểu thôi, nhưng tại vì mình chia ra thêm cái chữ tiêu đề nữa, tiêu đề muốn cho nó to hơn chút cho nên mình mới tạo thêm một kiểu tiêu đề, chứ thực ra bản chất là một kiểu thôi. Bạn có thể lấy kiểu đầu tiên bằng keo lên chút cũng được nha. Tuy nhiên mình tách ra luôn hai kiểu luôn để mình khỏi phải keo gì cả. Rồi bây giờ mình ghi chữ NO cho cái tình huống này. Mình chọn cái kiểu là tiêu đề cho nó to ra chút xíu nha. Tiêu đề thì mình lấy kiểu tiêu đề mình ghi luôn. Cái chữ NO ở đây mình lấy màu xanh lá. Đó. Thì cái hình này bây giờ bắt đầu ghi. Trước khi ghi bạn phải biết cái hình này đang định tỷ lệ tại đâu. À, hình này đang định tỷ lệ tại không gian model. Hình tỷ lệ vẽ là 1:1. Bạn phải biết tỷ lệ vẽ nó đang 1:1. Khung này tỷ lệ là 100. Tức là cái khung này keo lên 100 lần. Thì cái test NO á, bạn phải chọn theo cái tỷ lệ khung. Theo tỷ lệ khung, khung này đang keo lên 100 lần thì bạn phải chọn cái chỗ này nè. Ở bên dưới cái thanh trạng thái nó có cái ô. À, khi ghi bạn đảm bảo cái này đang chọn nha. Cái dấu sao có tia chớp đừng bao giờ đụng tới. Hay bạn xài cái này đi. Không cần phải xài tới cái này đâu. Bạn để ý cái biểu tượng cái dấu sao này đầu tiên nè. Bật lên thì bạn ghi mới thấy cái test NO hiện ra nha. Bạn click vào ngay ô này nè. Chọn đúng tỷ lệ 1/100. Cái nào không có, cái tỷ lệ nào mà không có thì các bạn click vào ngay chỗ này nè. Bạn chọn là custom. Là bạn nhập vào cái tỷ lệ đã giả sử 1/80 chưa có thì bạn click vào add nè. Rồi bạn nhập vào đây 1/80. Rồi sau đó bạn nhập vào đây một đơn vị trên giấy thì thực tế của nó là 80 nè, đó bạn nhập vào 80 nè. Ok. Đó như vậy đó hiện ra. Được chưa các bạn? Cái đó là mình chỉ các bạn thêm cái tỷ lệ chưa có vào. Còn 1/100 nó đã có rồi thì bạn cứ chọn luôn. Đây nè, có sẵn thì mình chọn rồi. Bây giờ bắt đầu bạn tiến hành bạn ghi test. Chú ý trước khi ghi phải chọn cái kiểu chữ test NO bạn tạo nó hiện lên ngay chỗ này nha. Mình đang lấy test NO tiêu đề có chiều cao 3.5 ly khi in ra trên giấy A3. DT rồi mình ghi ngay bên dưới cho các bạn so sánh. Cái test này mình đang để mình lấy luôn cái chữ ghi chú đi để cho nó cùng với cái chiều cao này để cho các bạn so sánh. Đây này test ghi chú nè. Kiểm tra phải không? Đúng rồi, ghi chú để cho nó cùng chiều cao với lại cái test thường hôm trước để các bạn kiểm chứng là nó cùng cỡ. DT enter nè, chọn cái điểm xuất phát của dòng chữ, nó hỏi bạn có quay đi hay không nè. Khi mà xài test DT bạn đặc biệt bạn nhập vào nó hỏi các bạn có quay đi hay không. Nhiều khi các bạn nhập nó quay đứng lên là do cái này đang 90 đó. Rồi enter chấp nhận không có quay, rồi bạn gõ nội dung vào. Rồi cái đây mình cũng gõ ABC thôi, mình gõ ABC thôi nha, mình gõ đại cái nội dung gì đó thôi. Bạn thấy chưa, nó cũng cùng chiều cao không? Enter cái xuống dòng nhập tiếp, không nhập nữa, enter bỏ ra luôn, xong. Vừa rồi mình vừa dùng test NO bạn rê vào bạn thấy có dấu sao, còn test thường rê vào không thấy cái gì xuất hiện ra nè, có dấu sao bạn thấy chưa? Hả, có cái dấu sao. Tiếp cái hình này thì cũng tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ vẽ là 1:1, cái khung này tỷ lệ là 50, tức cái khung A3 keo lên 50 lần để định tỷ lệ tại model. Thì ghi test NO cũng xài một kiểu này thôi. Nhưng mà trước khi ghi bạn chọn cái tỷ lệ chỗ này là 1/50 là theo tỷ lệ khung. Nhớ theo tỷ lệ khung. Rồi bây giờ bắt đầu bạn ghi DT enter. Đó chụp trái. Rồi enter chấp nhận góc quay là không. Rồi bạn cũng gõ nội dung vào. Em cũng gõ đại một cái nội dung gì đó. Enter. Xong. Bạn thấy chưa, nó cũng cùng chiều cao thôi. Hai màu khác nhau nha. Hình này thì cũng tương tự. Bạn chọn tỷ lệ cho nó. Chỗ này là 1/25. Cái khung này người ta keo lên 25 lần để trùm cái hình tỷ lệ 1:1. Cái hình vẽ đúng với thật. 1/25 chưa có thì mình tạo thôi. Bạn xem có chưa? Nó chưa có thì mình tạo. Bạn click vào cái tầm nè. Add. Bạn nhập vào 1, 2.25 hay sẹt gì cũng được. Quan trọng ở chỗ này phải là nhận số 25 nè. Ok. Rồi bạn ok cái nữa. Rồi bạn chọn cho nó hiện lên 1, 2.25 đây. Rồi bắt đầu bạn ghi cũng một dạng test này thôi, không có đổi cái dạng test khác nha. Cũng mà một cái test NO thôi. Nó chụp cái.
Rồi sau đó bạn enter nè, là bạn nhập nội dung vào, bạn thấy cho nó cũng cùng chiều cao ở trên thôi, enter enter nè. Tiếp giờ ta có dạng này là bị keo hình, khung giữ nguyên, định tỷ lệ tại model nhưng mà keo hình, khung thì tỷ lệ 1:1, tức là đúng khung A3 420 297 mili. Còn cái hình thì bị keo giảm đi 100 lần để bỏ vào đây thì mang tỷ lệ 1/100 khi A3. Tương tự hình này bị keo giảm đi 50 lần, hình này bị keo giảm đi 25 lần. Thì như vậy, trước khi các bạn ghi chữ này thì bạn chọn cái tỷ lệ bao nhiêu đây? Thằng Lê đã nói rồi, đã ghi tại không gian model thì phải theo tỷ lệ khung, cái khung này tỷ lệ 1:1. Không có keo gì lên hết, không có keo lên có nghĩa là tỷ lệ 1:1. Thì bạn phải chọn cái chỗ này là 1:1 trước khi bạn ghi. Đây 1:1 là cái đầu tiên nè. Rồi bắt đầu bạn ghi DT enter. Mình cũng ghi ngay bên dưới này luôn nè. Bạn thấy cái test ADA annotate nó rất là gọn đúng không? Enter. Là bạn gõ vào có một kiểu chữ mình ghi tới thôi nè. Enter, enter. Xong bạn thấy trên nó cũng cùng cỡ thôi. Rồi vào thấy có dấu sao nè. Đó. Trường hợp thứ hai tương tự này cũng ba, thứ ba cũng tương tự, lý do là hai cái này cùng cái khung cũng tỷ lệ 1:1, bạn cũng dùng cái tỷ lệ chỗ này nè, bạn cũng chọn là 1:1 trước khi ghi. Rồi, thì mình ghi tiếp thôi, nó đang 1:1 sẵn rồi, DT enter nè. Nó chuột trái nè. Enter chấp nhận không nè. Rồi bạn cũng gõ nội dung vào thôi, enter xong. Trường hợp này cũng tương tự, cái khung này tỷ lệ 1:1 thì ngay chỗ này nè, cái ô chỗ này bạn phải chọn tỷ lệ 1:1 trước khi ghi. DT enter nè. Tại model thì chọn theo tỷ lệ khung, còn tại layout thì chọn theo cái tỷ lệ của hình ở trong khung. Tí xíu tới layout thì các bạn sẽ hiểu thêm. Rồi bạn nhập vào, enter chấp nhận không nè, rồi bạn gõ nội dung vào thôi. Đó, rất là dễ, enter xuống dòng. Đó. Các bạn thấy chưa? Nãy giờ có một kiểu chữ mình ghi cho được hai tình huống tỷ lệ là đã ba, đây ba từ ba tỷ lệ khác nhau nè, đây nữa nè. Tới cái dạng này là vừa keo khung vừa keo hình. Nhưng mà cái bằng để ý nó không có theo tỷ lệ hình đâu mà theo tỷ lệ khung. Cái khung này là A3 keo lên 100 lần. Các bạn xem những cái video trước bạn sẽ hiểu nha. Các bạn nên xem cái video tạo ra cái file này trước. Cái video mình tổng hợp tỷ lệ đó. Tất cả các tình huống tỷ lệ thường gặp trong thực tế các bạn xem để hiểu. Thì sau đó bạn xem hai cái video hướng dẫn về test. Và tiếp theo mình còn chia sẻ phần đêm nữa, cái phần quan cực kỳ quan trọng đó là phần ghi thước trên bản vẽ nữa. Hai video tiếp theo mình sẽ chia sẻ phần đêm thường và đêm Eno luôn, để ghi lên trên cái file này như thế nào luôn. Mời các bạn đón theo dõi hai video tiếp nha. Rồi bây giờ mình ghi chữ cho ghi chữ lên trên tình huống này. Thì mình nói luôn cái khung này là A3 đã keo lên 100 lần. Bạn xem video trước bạn sẽ thấy khung này là khung A3 đã keo lên 100 lần. Thì như vậy bạn phải chọn cái chỗ này là 1/100 trước khi các bạn ghi chữ Eno lên. Này. Rồi bạn ghi cũng cái kiểu chữ này thôi, DT enter nè. Ba khung hình này có một kiểu một, nó chụp cái. Rồi enter. Là bạn nhập nội dung vào. Đó, bạn thấy trên nó cũng cùng chiều cao với cái chữ màu hồng đúng không? Chữ màu hồng. Cái dưới là cùng, bạn chỉ cần copy ra thôi, bạn cứ copy ra thôi nè. Copy ra là bạn sửa lại nội dung, để cho nào cứ copy ra thôi. Đó. Nguyên khung hình bạn sửa lại nội dung. Nguyên khung hình này chỉ có một kiểu chữ, chỉ có một cái tỷ lệ duy nhất là 1/100 do cái khung này keo lên 100. Tới hình này. Hình này thì cái khung tỷ lệ 1:1 nữa thì bạn lại lấy lại, bạn chọn lại chỗ này là 1:1 rồi bạn ghi. Đây, nó giống như cái tình huống hồi nãy. Bạn chọn là 1:1 là ghi cũng kiểu chữ này thôi. DT enter, nhớ chọn 1:1 chỗ này. Do cái khung A3 này không có keo, giữ nguyên tỷ lệ. Đúng với thước thật 420 297, cái hình keo bỏ vào thôi. Cho nên bạn phải dùng phải chọn chỗ này là 1:1 trước khi bạn ghi, đó là test Eno. Chụp trái nè. Rồi enter, rồi bạn gõ vào. Đó. Rồi enter, enter xuống dòng. Hình này cũng tương tự, bạn cũng dùng kiểu đó bạn ghi thôi. Đó. Rồi enter chấp nhận không độ này là bạn cứ gõ vào enter, enter. Hình này cũng tương tự, nhập lệnh chọn điểm khóa cũng cùng một kiểu đó thôi, là bạn gõ nội dung vào thôi, enter xong. Bạn thấy chưa, nó cũng cùng cỡ với lại cái hình mà cái test thường mình ghi theo cái kiểu thông thường tạo nhiều định dạng rất là phiền phức, rất là cực và dễ lẫn lộn chiều cao. Tiếp đó là bốn tình huống tại layout Thận Lê vừa chỉ cho các bạn dùng test Eno để ghi cho bốn cái tình huống phổ biến định tỷ lệ tại không gian layout. Rồi bây giờ tới không gian xin lỗi model, bây giờ tới không gian layout. Tình huống một là bản vẽ có một tỷ lệ duy nhất, là tình huống này nè, một tỷ lệ nè, một tỷ lệ nhưng mà khung tỷ lệ 1:1, hình cũng tỷ lệ 1:1 và cái cách ghi chữ lên đây như thế nào. Thì lúc này cái test Eno bạn trước khi ghi test Eno cũng dùng một kiểu định dạng này thôi, nhưng mà cái test Eno trước khi ghi bạn phải chọn chỗ này là theo tỷ lệ của hình, tỷ lệ của hình trong cái khung giấy đó, tức là cái khung MV bạn dò được bao nhiêu á, ví dụ 1% thì bạn chọn là 1%. Đây mình kiểm tra lại, qua đây mình kiểm tra là cái khung này bạn thấy nè, tỷ lệ 1% này bạn thấy chưa, có nghĩa là cái hình này nè, cái khung này tỷ lệ 1:1, A3 tỷ lệ 1:1, cái hình này thì cũng tỷ lệ vẽ là 1:1 tại không gian model, cho nên nó nằm bên trong cái khung khung này. Bạn nếu mà khung MV này bạn gõ là 1%, thì khi in ra A3 cái hình này đúng tỷ lệ 1/100. Được chưa các bạn?
cho nên mình cũng cũng có thể hiểu là nếu mà bản vẽ mà tỷ lệ 1:1 khung và tỷ lệ vẽ đều bằng 1:1 hết thì bạn chọn cái tỷ lệ ngay chỗ này nè, tỷ lệ trước khi ghi thì chính là chọn theo cái tỷ lệ của khung MV này nè đó. Và đang 1/100 rồi, là mình ghi 1/100 rồi, ghi để tên enter và mình ghi ngay bên dưới nè, enter chấp nhận không đổi, rồi bạn cũng gõ nội dung vào enter xong, thấy chưa, nó cũng cùng chiều cao không. Rồi với cái hình này, đây là trường hợp nhiều tỷ lệ nhưng mà hình cũng tỷ lệ 1:1 và khung cũng tỷ lệ 1:1 luôn. Và cái khung đầu tiên là tỷ lệ 1/100 nè, thấy chưa, khung thứ hai tỷ lệ là 1/60, khung thứ ba tỷ lệ 1/40. Cái khung MV đó, thứ nhất 1%, thứ hai 1/60, thứ ba là 1/40. Còn cái khung giấy A3 bên ngoài vẫn là tỷ lệ 1:1, 4:20, 2:97. Rồi qua model, ba cái hình này vẫn tỷ lệ 1:1, ba hình này là vào trong cái vị trí cho đây nha. Rồi bây giờ mình thử, mình ghi cho cái hình này đầu tiên tỷ lệ 1% thì bạn cứ để chỗ này là 1/100 trước khi ghi. Cái khung MV á, khung MV của nó là 1/100 nha. DT enter nè, chọn điểm dứt khoát, enter chấp nhận không đổi, bạn gõ nó dùng vào enter xong. Tới cái hình số 2, bạn thấy nó cũng cùng chiều cao với chữ màu hồng nè. Tới hình số 2, hình này là tỷ lệ 1/60 thì bạn phải để chỗ này là 1/60 trước khi ghi. 1/60 nha. 1/60 nó có sẵn rồi nè, nãy mình tạo nó có rồi. Rồi bạn ghi DT enter. Lấy chữ cái, enter chấp nhận không độ, gõ nội dung vào. Enter xuống dòng. Hình này tỷ lệ 1/40 thì mình phải chọn chỗ này là 1/40 trước khi ghi. 1/40 đây, có sẵn nó chưa có thì bạn tạo nha. DT enter, chọn điểm dứt khoát. Rồi enter, rồi bạn gõ nội dung vào. Enter xuống dòng, xong. Bây giờ mình sang bên không gian layout mình kiểm tra coi ba cái dòng chữ màu xanh lá là nó có cùng cỡ với nhau không nha. Đây bạn xem. À qua đây tại sao mình chưa thấy nhiều tỷ lệ đây nè, nhiều tỷ lệ bạn chưa thấy nó hiện ra là do cái biểu tượng cái dấu sao này bạn đang tắt. Bạn bật cái dấu sao đầu tiên, lưu ý không có xài cái tia chớp, xài cái dấu sao á. Dấu sao mà có cái vòng tròn ở góc trên bên phải đó. Này, nhớ bật vô cái dấu sao này nó mới hiện ra nha, những cái ghi chú, những cái tag Anno á, bạn phải bật cái dấu sao lên nó mới hiển thị ra. Này có nghĩa là show annotation object, tức là hiển thị những cái đối tượng ghi chú ra đó. Rồi thì nó mới hiện ra, chứ bình thường bạn ghi nó không có hiện ra đâu nha. Bật cái này lên nè. Bạn muốn ẩn nó đi, tắt nó đi nè, nó hết nè, nó ẩn đi, ẩn hiện được luôn nè. Đó, bạn thấy chưa? Thì bạn xem ba cái chữ màu xanh ở ba khung nhìn khác nhau là cùng cỡ chứ không có nào lớn hơn cái nào cả. Đây. Nó cùng cỡ với nhau, bạn thấy chưa? Rõ rồi. Cùng cỡ với nhau. À. Tiếp theo, bây giờ cái tình huống cuối cùng tại không gian layout có nghĩa là cái tình huống này là cái khung này bị keo lên 10 lần, khung A3 bị keo lên 10 lần và cái hình này là bị keo giảm đi một nửa. Các bạn xem cái video trước các bạn sẽ hiểu, bị giảm đi một nửa. Bây giờ là mình vấn đề là các bạn chọn cái tỷ lệ cái chỗ này là bao nhiêu trước khi bạn ghi để đảm bảo cái chữ ở trên cái tờ giấy này nè, lúc in ra nó cũng là 2.5 ly, cũng là 2.5 ly, 2.5 ly. À, vấn đề nằm ở chỗ đó. Nên bây giờ mình đi tìm coi cái con số là bao nhiêu để mình chọn cái tỷ lệ trước khi mình ghi cho đúng ngay bên dưới thanh đằng lái chỗ này nè. Thì cái cách tính như sau. Trong cái video trước mình đã ghi công thức này cho các bạn rồi nè. Khi gặp cái dạng tình huống là hình và tỷ lệ vẽ tại không gian model 0.11 và cái khung tại không gian layout cũng 0.11 thì các bạn cứ dùng công thức tổng quát này. Tất nhiên công thức tổng quát này áp dụng được cho tất cả các trường hợp còn lại của định tỷ lệ tại layout, được không nè? Nếu trường hợp 1:1 vẫn áp dụng công thức này vẫn đúng, tức là 1:1 thì có nghĩa là cái khung này, khung mà cái tỷ lệ khung này là 1:1, thành ra mình không có ghi ra, được chưa các bạn? Rồi thì chiều cao trên két, chiều cao thực tế á, thì nó lại bằng chiều cao trên giấy, là cái chiều cao mà các bạn mong muốn á, là mình đã nhập là 2.5 rồi, nhân cho tỷ lệ khung giấy của mình lúc này là 10:1 chia cho tỷ lệ khung MV. Thì bây giờ thì mình muốn biết được chọn ngay chỗ này là bao nhiêu đó. Chọn chỗ này là bao nhiêu thì các bạn phải qua bên đây các bạn xem. Cái khung MV đầu tiên tỷ lệ là bao nhiêu? Khung MV này là 1/5. Khung MV thứ hai là 1/3, 0.333 tức là 1/3 đó. Khung thứ ba là 1/2. Rồi, 1/5, 1/3, 1/2 mình biết rồi. Khung MV có giá trị lần lượt là 1/5, 1/3, 1/2. Thì bây giờ mình tính ra cái mình chọn chỗ này tỷ lệ 1/ bao nhiêu để cho nó ra nè. Tức là mình đang đi tìm cái tỷ lệ gì đây các bạn? Mình đang đi tìm là chiều, cái này là chiều cao trên giấy, tức là bạn đi tìm nguyên cái con số này nè, bạn đi tìm cái tỷ số này coi là bằng bao nhiêu nè, bằng bao nhiêu. Cái tỷ số này chính là cái hệ số để mà bạn chọn cái tỷ lệ ngay chỗ này nè. Được chưa các bạn? Cái annotip á, bản chất của test annotip á chẳng qua là cái con số này nè.
nhân cho chiều cao trên giấy. Dù trong những trường hợp này đi, giả sử trong trường hợp này, thay vì trong quá trình định dạng đêm, nếu bạn xài định dạng test, nếu bạn xài cái test thường á, nếu bạn xài cái test thường thì bạn nhân thẳng cái chiều cao trên giấy với lại cái giá trị tỷ lệ, thì bây giờ bạn tách cái giá trị tỷ lệ ra, bạn để ngay chỗ này như thế thôi. Analytics nó chỉ khác như vậy thôi, chẳng qua là cái analytics nó tách cái chiều cao, cái giá cái hệ số mà bạn nhân, giả sử cái kiểu chữ để mà ghi cho bản vẽ tỷ lệ 1/100 mà mong muốn mình in ra chiều cao chữ là 2.5, thì bạn lấy cái tích 1/100 đó là bạn nhân vào 2.5, bạn có nhập vào đây là 250. Còn cái test analytics bạn nhập đây có 2.5 mà 100 kia bạn tách ra, bạn chọn ngay bên dưới đây đó, ý nghĩa là như vậy đó. Test analytics nó khác test thường ở chỗ đó thôi. Nhờ vậy mà các bạn chỉ cần một kiểu duy nhất mà các bạn ghi cho tất cả các cái tình huống định tỷ lệ khác nhau là như vậy, tức là nó tách cái tỷ lệ ra, nó tách cái tỷ lệ ra, mình chỉ nhập cái chiều cao thật trong quá trình định dạng test thôi, chiều cao thật in ra trên giấy. Rồi thì như vậy mình chọn cái chiều cao thật in ra trên giấy trong để mình, bây giờ mình tính cái hệ số này để mình chọn tỷ lệ bên dưới này nè. Trong tình huống này cái kết quả của cái chỗ này chính là cái con số bạn chọn ở đây, thì tỷ lệ khung là 10 sẹt 1 mà chia cho 1/5, chia cho 1/5, tình huống thứ nhất là 10 sẹt 1 chia cho 1/5 chính là bằng 50, hay bằng 50. Như vậy bạn chọn chỗ này là 1/50, bạn chọn chỗ này là 1/50, 1/50 đâu rồi, đây 1/50 nè. Rồi bắt đầu mình ghi 1/50, mình ghi cho tình huống đầu tiên nè, DT enter xem có cùng cỡ không nha, đích nè, enter là bạn gõ ra có cùng cỡ với chữ màu hồng không đó, rất là cùng đúng không các bạn, enter. Rồi cái hình số 2, hình này á thì nãy mình nhớ là 1/3, 1/3 thì các bạn phải lấy 10 sẹt 1, tức là con số này nè bằng 75, bằng 75 nha. Nè, mình đã tính ra luôn rồi, chiều cao thực tế là bằng 75. Khoan, để thằng này coi, này bằng 75, tức là 30, cái hệ số chỗ này bạn phải chọn là 1/30 để ra cái chiều cao thực tế là 75. Bạn xem video trước bạn sẽ hiểu rõ chỗ này nha, chỗ này bạn phải chọn là 30, tức là cái phép toán này nè nó ra là 30, bạn phải chọn chỗ này là 1/30, 1/30 đây có sẵn rồi nè. Rồi bắt đầu bạn ghi DT enter, chọn điểm xuất phát nè. Cái tình huống này ít gặp, tình huống này thì ít gặp hơn những cái tình huống vừa rồi, ít gặp thôi. Nào bạn gõ nội dung vào enter, tình huống này ít gặp trong thực tế, tình huống định tỷ lệ này nè, nhưng mà vẫn gặp, vẫn có gặp nha. Này bạn thấy nó cũng cùng cỡ chưa? Và tương tự cho hình này như trong video trước, bạn nên xem video trước để bạn hiểu chỗ này, mình không nói nữa mất thời giờ. Thì cái chiều cao trên két bằng 2.5 nè, nhân cho 10, nhân cho 2 là, tức là theo công thức này nè, theo công thức này nè các bạn, theo công thức này tính ra được. Thì trong tình huống này mình này là xài theo cái test thường, xài theo cái kiểu test thường mới tính ra như vậy. Còn cái này mình xài theo kiểu ANO, tức là mình nó tách cái hệ số này ra riêng ra nè, tách hệ số này riêng ra. Còn cái này chính là mình đã ghi trong, nó có trong sẵn trong định dạng rồi, mình đã nhập là 2.5 rồi. Còn cái này là chính là nó tách ra chính là cái chỗ ANO đó. Thì trong tình huống này là 20, trong tình huống này là 20 nha. 10 nhân 2 nè, chính là 10 nhân 2 nè, 20. Còn tình huống này nè, chính là 10 nhân 3, 30 nè. Tình huống đầu là 10 nhân 5 nè, 50 nè. Các bạn lấy 10 nhân cho cái mẫu của cái hệ số khung MV đó, tức là tỷ số này nè. Tỷ số này ra số này nè. Còn tỷ số ở đây ra số này. Trường hợp này ra số này, ra 20. Thì bạn phải chọn cái này là 1/20. 1/20 trước khi ghi. Đây, có sẵn là chưa có vào cái tôm tạo. DT enter, bạn nên xem video hướng dẫn test thường để bạn hiểu sau cái tình huống này. Rồi, enter. Bạn thấy trên cũng cùng cỡ không? Enter xong. Bây giờ mình sang bên không gian layout mình kiểm tra. Bạn thấy nó chưa hiện ra là do cái này đang tắt bẩn lên. Này bạn thấy cái chữ màu xanh này nó cũng cùng cỡ đúng không? Nó cùng cỡ chữ màu hồng giống cái tình huống vừa rồi. Và cả ba cái khung tỷ lệ khác nhau nó vẫn bằng cùng cỡ với nhau, chứ không có trường hợp nào lớn hơn trường hợp nào cả. Đây, bạn thấy chưa, cũng cùng cỡ với nhau nè, nó cùng cỡ với nhau. Tối quá, quên chỉnh cái màn hình cho nó sáng lên. Ok, nãy giờ mình để cái màn hình nó tối rồi. Bạn thấy rõ ha. Đó, đây nữa. Rồi mình sang lại model. Vừa rồi thằng Lê vừa tổng hợp cho các bạn tất cả các cái tình huống ghi chú chữ ở cái dạng test analytics
dạng mà bạn chọn tỷ lệ rồi mới ghi chữ đó, cho tất cả các cái tình huống định tỷ lệ khác nhau. Trong cái video sau đó, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn phần ghi điểm thường lên trên bản vẽ là cái dạng mà các bạn hay gặp. Rồi tiếp nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn là phần điểm annotate luôn. Rồi cuối cùng thì mình chốt lại các bạn nên xài là định tỷ lệ dạng nào, rồi ghi điểm dạng nào, ghi tách dạng nào. Thì sau khi mình làm xong 4 video này thì mình sẽ chốt lại phần đó. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này. Anh chị các bạn có nhu cầu học CAT với thằng Lê, các bạn ở xa thì mình học qua online, còn các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là mình có thể học trực tiếp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hạn chế hỏi trong Zalo, các bạn chỉ liên hệ khi cần học thôi. Còn các bạn hỏi liên quan đến CAT thì các bạn hỏi ngay bên dưới một bình luận của video này luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.